chị nghe nói sáng nay là có mấy bạn có đăng về cái thông tin một cái dự án nào mới bên Thủ Thiêm á, thì chị cũng đang đi tìm kiếm cái dự án đó nè, tình cờ gặp em. Trời ơi, vậy là chị nắm bắt thông tin rất là nhanh đó chị. Dự án này mới có thông tin thì dạ, gần đây là chủ đầu tư chưa có một cái thông tin gì hết. Gọi là rumor, gọi là thấy thông tin vị trí và xây dựng vậy chứ chưa có thông tin gì hết. Nhưng mà một cái thông tin rất đặc biệt đó là nó đã xây lên từng 4 năm rồi chị nè. Dự án này á hả? Đúng rồi. Dự án này nghe nói là của chủ đầu tư Hàn Quốc không em? Đúng rồi, một cái gọi là tập đoàn rất là nổi tiếng của Hàn Quốc gọi là GS đó chị. Nói đến GS thì rất nhiều khách hàng gọi là biết đến rồi chị ạ. Chị biết gì về GS chưa? GS thì chị nghe nói là của tập đoàn Hàn Quốc và cũng đã từng xây nhiều cái dự án lớn đầu tư cho Sài Gòn của mình như tuyến metro phải không em? Đúng rồi chị. Rồi con đường có cầu BL nè chị nè. Rồi là chủ đầu tư còn triển khai một cái căn hộ tại thành phố Thủ Đức này rồi và được khách hàng đón chờ rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại Thủ Thiêm chị thấy đang có chào rất là nhiều dự án, thì không biết chị không biết là nên chọn một cái dự án nào thích hợp vào cái thời điểm này. Em có thể tư vấn cho chị cái dự án nào thích hợp vào thời điểm này không? Rất là tuyệt vời. Nếu mà chị đã lựa chọn và chị có tài chính thời điểm này thì chị lựa chọn GS, gọi là dự án Thủ Thiêm Sun River chị ạ. Là tuyệt vời. Thứ nhất em phân tích cho chị là một cái vị trí rất là đẹp, nằm trên đại lộ Nguyễn Cơ Thạch. Và cái vị trí này nó kết nối với là quận Bình Thạnh và quận 1, chỉ một bước chân thôi chị ạ. Gọi là một bước chân ngàn tiện ích đó chị ạ. Thì chị ơi, cho em hỏi sơ qua tí xíu là chị hiện tại là đang ở và công tác ở đâu? Chị ở bên Phú Mỹ Hưng nè. Phú Mỹ Hưng phải không chị? Em biết là chị là những cái cư dân đẳng cấp của Phú Mỹ Hưng thì chị lựa chọn Sun River Thủ Thiêm này thì quá tuyệt vời rồi chị ạ. Nhưng mà chị đang sợ cái mức giá bên đây hiện tại nó đang cao quá để mà đầu tư không em? Chị có bao giờ chị suy nghĩ là thời điểm này gọi là thời điểm cũng gọi là khó khăn thì chủ đầu tư tung ra những cái dòng sản phẩm như vậy thì họ sẽ có những cái chính sách gọi là thanh toán rất là tốt và có mức giá gọi là phù hợp để là cho khách hàng lựa chọn đó chị. Giá rumor mình dự kiến bao nhiêu vậy em? Dạ, cái giá thì gọi là rất là hấp dẫn. Chắc ăn là sẽ thấp hơn mức giá những cái bất động sản cùng khu vực rồi. Em nói sơ qua chị, đây là một cái dự án The River Thủ Thiêm. Thì cái mức giá hiện tại đang giao dịch là tầm khoảng là từ 8-9 ngàn. 8-9 ngàn. Nhưng mà cái dự án bên mình sẽ thấp hơn nhiều so với cái giá này luôn. Chị sẽ đón nhận và chị sẽ mua nó ngay thôi. Nói về mức giá và nói về gọi là cái cách thiết kế và cái cách gọi là lên kép của dự án thì chắc là chị sẽ mê thôi ạ. Nói chung giá thì cũng có thể là tạm được, nhưng mà về tiện ích thì có nghĩa là nếu mà nó lên thì so với những dự án khác nó có đẹp hơn nhiều không em? Thì chị muốn chọn một cái dự án nào nó có một cái nét đặc biệt, đặc trưng riêng. Dạ, nếu mà đặc trưng riêng thì em sẽ có một dịp em sẽ đưa chị về khu Nam Sài Gòn, Nhà Bè. Thì chủ đầu tư GS họ triển khai đó chị, là đầu năm sau là chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà. Và nó khi mà khách hàng chuẩn bị nhận nhà thôi mà xem những cái cách thiết kế đó chị, họ rất là mê luôn. Một chủ đầu tư mà chưa có bao giờ họ tinh tế như vậy, họ sử dụng là công nghệ 4.0 vào tất cả những cái dòng căn hộ và những cái cảnh quan nè, rồi là những cái tiện ích mà có 102 cho cư dân luôn. Rất là tinh tế và gần như là đối với GS là có một cái tệp khách hàng rồi, nên đó là sự lựa chọn của khách hàng rất là dễ dàng luôn chị ạ. Vậy cái đợt đầu mình là dự kiến mình sẽ mở bán số lượng khoảng bao nhiêu căn vậy em? Dạ, đợt đầu tùy theo nhu cầu của khách hàng chị nha. Nhưng mà dự kiến là đợt đầu á khoảng là từ 100 đến 300 căn hộ chị ạ. 100 đến 300 căn hộ có ít quá không em? Ít đó chị, nên là chị ít là quá thì chị có lấy được căn không? Chị ơi, chị phải là những cái người tiên phong booking gọi là lựa chọn sản phẩm ngay từ lúc đầu đi chị. Còn vấn đề giỏ hàng hay không á thì sẽ còn cái duyên nữa chị ạ. Mua nhà cũng là cái duyên nữa đó chị. Nhưng mà chị, một khi chị đã xác định mua thì chị phải muốn lấy được căn. Em có đảm bảo là em lấy được căn cho chị không? Đảm bảo em không đảm bảo cho chị, nhưng mà em sẽ muốn chị là sở hữu căn hộ tại đây. Lý do là những cái bất động sản gọi là hot thì mới nhiều người mua, còn những cái bất động sản chị muốn mua vào được mà chị sở hữu nó được dễ dàng thì tất cả nó không phải là hot chị ạ. Ok, thôi được rồi, nghe qua thông tin thì chị thấy cũng khá hấp dẫn, để chị về chị bàn lại với gia đình và sẽ gọi điện cho em. Dạ, thông tin thì em sẽ chia sẻ cho chị đầy đủ. Nhưng mà chị á, nhớ là booking sớm chị nha. Okay. Bởi vì hiện tại cái số tiền booking của bên em của dự án này nó khá thấp và thông tin cũng tương đối rất là gọi là đầy đủ rồi. Thì nhớ là inbox ngay cho em nha chị. Rồi, chào em. Xin chào chị nha.